The convenient, the closing ship. Và hôm nay chúng ta có The Bass House. Khỏe không mấy cưng, Dũng xem bài đây. Và chào mừng anh em đến với The Bass House, tựa game nằm trong một cái thể loại game kinh dị horror rất cực kỳ là kỳ lạ của nhà phát hành Chilla On, với một cái phong cách làm game mà không có giống bất kỳ một cái hãng game nào hết anh em ạ. Mặc dù Chilla On tôi nghĩ chắc cũng là một hãng làm game không có lớn lắm đâu, nhưng mà những cái tựa game kinh dị của họ làm ra thì rất là đặc biệt, rất là nổi da gà đấy. Thậm chí còn ngon hơn là có tiếng Việt luôn các bác ạ. Trời, ok, dễ hiểu hơn. Khoan, dừng khoảng chừng là vài giây trước khi mà bắt đầu, để tôi giới thiệu cho anh em về Genshin Impact, siêu phẩm nhập vai anime thế giới mở, hiện tại đã có phiên bản cập nhật lớn 3.1, Xích Thố Chi Vương và Tam Kiều Thánh Giả, với một núi cập nhật mới mà sẽ khiến anh em phải tải game để tham gia ngay và luôn. Finally, và chúng ta đã có thêm các nhân vật mới. 4 sao Nguyên Tố Thủy Candy, hậu duệ của vua Decret, với một trái màu hổ phách, là người thủ hộ của làng Aru. Năm sao Nguyên Tố Lôi Xino, phán quyết ẩn mật tổng quản Mahamatra. Năm sao Nguyên Tố Thủy Nilo, vũ công nổi danh của nhà hát Zubay, điệu nhảy sống động và tính cách hồn nhiên ấm áp. Cùng với đó là banner sự kiện cầu nguyện của Nilo và Abedo từ ngày 14 tháng 10. Và đặc biệt còn có sự xuất hiện của quái vật mới, boss mới, ma trận điều hành bán vị cữu, dùng điểm báo vạn kiếp. Bản cập nhật mới thậm chí còn có thêm rất là nhiều vũ khí mạnh mẽ mới, ví dụ như là quyền trượng cắt đỏ, chìa khóa Kaji Nisut, cùng với nhiều vũ khí mới khác. Cùng với đó là nhiều cái sự kiện mới xuất hiện trong game, ví dụ như là Hyakunin Iki, hành trình tìm sao, ngọn gió tuần tra và lời chúc bội thu nữa. Rất là nhiều cái điều thú vị đang đợi anh em trong game để khám phá. Còn chờ đợi cái gì nữa anh em? Tải ngay Genshin Impact ở đường link ngay dưới phần mô tả hoặc là một bình luận để cùng tôi quẩy Genshin Impact nha. Let's go. Không nói nhiều nữa và chúng ta bắt đầu luôn The Bath House. Nếu mà anh em hay xem phim Nhật ấy, thì anh em sẽ để ý là người ta sẽ có một cái kiểu đó là nhà tắm công cộng các bác ạ. Đấy. Wow. Đó, đến ai đấy? Đây cái cột hả? Mình mệt mỏi lắm rồi. Muốn bỏ việc quá đi mất. Bỏ việc rồi mình sẽ về quê. Nhưng mà cũng chẳng có tiền. Gì đấy? Từ khi nào mà tờ rơi đã chất đống thế này rồi? Cái này chẳng phải hợp với mình quá sao? Làm việc tại phòng tắm công cộng của chúng tôi và bạn sẽ được miễn phí tiền ở trọ. Hay thế nhở? Mình nên gọi điện cho họ để bỏ việc ngay ở cái chỗ chết tiệt kia và gấp rút dọn đồ chuyển nhà đi mới được. Ok, vậy tức là tôi đến bỏ nơi làm việc cũ để quay qua làm việc cho nhà tắm, phòng tắm công cộng. Đây là căn hộ số 203, mình nên dọn đồ vào trước. Lâu lắm rồi chúng ta mới chơi lại một cái kiểu game như thế này. Trước hết cần phải dọn đồ vào căn hộ, ok nhá. Lâu sợ. Có một em bạn nào đó đứng ngay bên góc bên kia. Nhưng mà tôi nghĩ bảo vệ chăng? Thôi thì mình cứ vác đồ đi cái đã ha. Một tay vác ba hộp luôn. Căng đấy. Bạn nhìn như thằng ăn cướp ấy. À, hút thuốc hả? Đội mũ che mặt. Tôi vừa chuyển tới đây anh bạn ạ. Nhưng mà tôi không biết là đây là 7 phải không? Là 6, đây vậy đây là 5. Nhưng mà tối thế nhở? Đây phòng vệ sinh mà. Chẳng lẽ tôi bưng đồ của tôi. Ồ, truy nã đối tượng Maruhisa Toru, 25 tuổi, can tội sát hại phụ nữ, đặc điểm nhận dạng cao một, cao gì cơ? Một mét bao nhiêu? Tiền thưởng 3 triệu yên. Thân hình gầy tóc ngắn. Nhìn giống lắm. Ui, chắc tôi nhìn nhầm chứ không phải đâu chứ nhờ. Ôi, ai đấy? Ôi, ôi. What?
Sao cô khắm vậy? Cô nên đi tắm đi, ok nhá. Sau khi cô dọn đồ vào căn hộ xong, thì đến gặp tôi tại nhà tắm công cộng nha. Có chuyện tôi muốn nói với cô. Cầm lấy, đây là chìa khóa cho căn hộ của cô. Chào mừng cô đến đây. Sao chủ nhà gì mà nhìn tàn tạ với ta? Lại còn trên thì đầu thì màu đen, ở dưới thì da vàng. Tôi nghĩ quyết định có vào căn hộ không có chứ. Tôi nghĩ ôi, nhìn ớn quá anh em ạ. Tôi nhìn cái phòng này xong tôi quay lại cái nhìn cái phòng của tôi. Tôi đang có một chút xíu là hơi hối hận khi mà tôi gọi là chuyển việc qua chỗ này rồi đó. Bây giờ tôi đi ra chỗ nhà tắm luôn phải không? Tôi sẽ làm việc ngoài đấy. Gì đây? Tôi nghe tiếng như tiếng con khỉ kêu ấy nhở. Ô, tôi đi vào chỗ nào luôn này? Đồ họa nhìn hơi bơ bựa xí. Đây rồi, chắc đây là chủ phải không? Hello. Đền chủ cô là ai? À, là người mới chuyển đến đây đúng không? Chúng tôi là rất là hoan nghênh cô đã đến đây. Có bất cứ chuyện gì, có vẻ cô đang rất là cố gắng để nhằm đưa nhà tắm lại tại đây hoạt động trở lại. Ok, tôi đã nghe về cô rồi. Cô thật sự chăm chỉ đấy. Và tôi thấy có gì đó đang đeo bám theo cô. Cái gì cơ? Tôi thực sự khuyến nghị cô nên làm lễ trừ tà ở đền thờ của tôi. Giờ tôi đang bận chắc chắn rồi, chơi luôn. Cô quả là một người rất là biết nghe lời đấy. Các vị thần sẽ rất là vui khi nghe được điều đó từ cô. Làm lễ trừ tà Malasibua Bolokebua. Rồi, từ giờ cô sẽ ổn thôi. Lễ trừ tà nhanh dữ vậy. Chỉ là hiện tại thì như vậy. Cô có thể đến đây bất cứ lúc nào cái nhá. Nếu cảm thấy có gì bất ổn thì cứ đến nha. Cảm ơn thí chủ. Lần sau cô đến, cô phải mang theo đồ cúng tiền tệ. Nếu không, các vị thần sẽ bỏ rơi cô. Được rồi. Thì đương nhiên rồi các bác ạ. Làm mọi thứ đều cần tiền cả. Kể cả đi thờ cúng cũng vậy thôi. Lại có quả đường đi lên trên luôn này. Cái gì này? Ôi, cái gì đây? Súng cần câu. Tôi đi lên phía trên. Ơ, bao à? Tôi lấy cái cần câu xong tôi câu lên một cái bao. Ô, lạ thế nhở? Mẹ, nằm dưới hồ có một cái bao khá là kỳ lạ. Thị trấn này cứ là lạ nhỉ? Sao không thấy ai hết ta? À đây này, nhà tắm này. Ok, đây rồi. Rồi làm việc thôi. đây là khu tắm công cộng các bác ạ. Kiểu anh em đi làm xa ấy, rồi không có chỗ tắm thì chạy qua đây tắm luôn cho nó tiện. Treo áo quần vô đây hả? Có thấy cái gì đâu? Ê! Mẹ mày! Vai cái piu ạ! Ông làm sao đây? À ha, vậy cô đã đến. Chào mừng, cô đã xem kỹ tờ rơi rồi đúng không? Tôi sẽ không lấy tiền trọ đâu. Cô sẽ làm việc ở nhà tắm công cộng này. À và trong căn hộ của cô không có phòng tắm đúng không? Wait a minute. Căn hộ mình đéo có phòng tắm thật hả? Không có phải không? Không cần phải lo. Nếu cô làm việc ở đây, cô có thể sử dụng phòng tắm ở cuối mỗi ca làm. Còn vấn đề gì không? Thực ra thì... Không chứ gì. Thế thì ổn. Nếu vậy thì bắt đầu công việc luôn nha. Cô thấy ở đây không? Cô phải làm mọi việc được ghi trên bảng này. Nếu cô còn thắc mắc gì thì cứ thắc mắc một mình đi nhá. Công việc tại nhà tắm công cộng cũng không khó đâu. Cố lên nhá. Ok nhá sếp. Khách bắt đầu đến rồi đó. Rồi, thì tùy để biết nữa, rào cạo, cho tiền vào, dầu xả, wow, rào cạo của sếp đây, khăn đâu, khăn, phí dịch vụ,
100 yên cho tiền vô. Ok sếp, vô tắm đi sếp. Chúc mừng một buổi tắm thật là sạch sẽ tinh tươm. Chúng tôi đã rõ thông tin về việc một phụ nữ 29 tuổi sống ở thôn mất tích từ tuần trước. Người mất tích tên gì cơ? Chuyện với một người 60 tuổi sống ở gần đấy. Ôi. What the? Sao bà luôn vậy? Phí dịch vụ ok nhá. Ok, chúc bà một ngày một buổi tắm thật là sảng khoái. Có vẻ như khách không đến nữa rồi, nhấn phím cách để nghỉ thôi. Trời ơi, phòng tắm gì mà bật nhạc phim hành động vô vậy? Gì đây? Đó là gì vậy? Tôi thấy gì đó trong phòng sông hơi. Con đi xem thử giúp tôi với. What? Sông hơi à? Đâu? Cái gì? Tôi thấy cái gì đâu? Có gì ở đó không? Không có. Rõ ràng thấy gì đó mà. Nơi này đáng sợ quá. Tôi về đây. Kìa, trời ơi anh ơi. Tắm cho nó sảng khoái đã rồi về tư. Trong này có mỗi hai ba người chứ đâu có cái gì đâu. Trời ơi, về thật luôn hả? Ôi trời ơi. Điêu ồn. Ôi về hết luôn ạ. À. Cay thế nhở. Mà ngày làm việc đầu tiên gì kỳ vậy? Một cô gái như cô rất hoàn hảo cho lễ tế. What? Cô nói gì vậy cô? Con chỉ là nhân viên nhà tắm thôi mà. Xin đấy. À đây à? Ôi. Khoan. Ban nãy tôi mở ra trong này làm gì có cái chổi nào? Mày vô lý vậy ta. Quét. Tôi phải lấy chuột tôi ấy qua ấy về các bạn ạ. Ok nha. Vào phòng đun không? Không. Phòng này nhìn hơi ghê ghê đấy. À, đã xong việc, giờ thì đi tắm. Ôi, tắm ở phòng tắm công cộng ạ, nghe hơi... Tôi không có tắm ở nơi công cộng rồi đấy các bác ạ. Chắc chỉ có người Nhật mới có kiểu tắm này thôi. Sao đây? Tiếng gì đây? Tiếng bước chân ở đâu đây? Hello. Má. Tự dưng trong nhà lại có con khỉ này. Cái gì vậy? Tôi thui vậy. What? Cái gì đây? Cái phòng đó là cái phòng sông hơi phải không? Ui. Tôi có nhìn nhầm không vậy? ngày thứ hai à? Ngày thứ hai đi làm à? Phải áo quần. Ôi, cả phòng nhìn cũng hơi tệ. Tụi này điêu có gì? Cái nhà tắm này nó cứ sợ thì éo nào. Khách tắm thì ít. Làm nguyên buổi được có hai người. Gì đây? Bọn này vẫn làm lễ cúng cho ai à? Hả? Sao lại làm trước cổng phòng tắm này? Có ai trước đây có ai chết trong ngày à? Hay gì? Khách bắt đầu đến rồi. Ok. Thế rồi, Khăn của ông đây. Ê, 15 phút nữa nhớ mang đồ uống cho ta đấy. Ok nhá. Hiểu chưa? Hiểu rồi.
chúc bà chúc ngài một buổi tắm là sảng khoái. Ui ôi, mày đi vào nhìn vãi. Tôi chỉ đến đây để nhặt lại khuyên tai thôi. Ok, nhặt thôi chứ không vào tắm đâu nha. Mẹ quả này, bà này chắc vào tắm trả tiền. Ui, mẹ nhặt xong đi ra. Xin chào, mời quý khách vào. Cô gái biện. What? The fuck? Bạn gì ơi? Ôi, đi đâu rồi? Lạ thế nhở? Có vẻ như khách không đến nữa. Rồi, nghĩ thôi. Ờ, mà hôm nay một người tắm, một người tới nhặt khuyên tai hết. Đã khoảng 15 phút rồi, phải lấy thức uống cho người đàn ông đó thôi. À, sếp ơi, đồ uống của ngài đây. Tốt lắm, này, sao cô lại làm việc ở đây? À thì tôi cũng chẳng biết tại sao. Ta cho cô lựa chọn nha. Muốn làm việc cho ta không? Một đứa con gái như cô có thể kiếm được gấp hàng nghìn lần công việc hiện tại đấy. Cô nghĩ sao? Đừng lãng phí cuộc đời quý giá của cô ở cái xó này. Tôi không có hứng. Thật thảm hại. Thật sự ổn không đây? Cô sẽ hối tiếc vì đã từ chối lời đề nghị của ta. Một cuộc nói chuyện tuyệt vời cho một kẻ như cô sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu. Mà nói nhiều nhỉ. Tắm xong thì đi về đi. Mà tự xưng tôi nhân viên nữ vô trong này chi vậy? Chúc quý khách vui vẻ. Lạ nhỉ. Tìm hiểu lý do tiền điện tăng bất thường. What? Ôi trời đất, hết cả hồn cúp điện luôn à? Cách để có điện lại thôi. Cúp điện rồi à? Ôi, mày đừng, đừng điện nằm ngay giữa đường luôn ạ. Chứ hiểu. Quả hả? Hello. Gì đây? Con quả nó cầm cái gì ấy? Không, nó ngậm cái gì ấy em ạ? Vào cửa hàng đồ điện gia dụng. Ở được đấy. Có gì trong này không? Cửa hàng đồ điện. Ôi, các bà cô che mặt luôn ạ. Chìa khóa cục điện. Mày nghĩ mày đang làm gì đây? Chìa khóa hộp điện à? Ồ, làm sao nhỉ? Làm sao mình lấy được nhỉ? Hello sếp. Mày nghèo rách chi gì? Những đồ điện này, ta xem chúng như con ta vậy. Xem thoải mái đi. Một điều nữa thôi. Cái gì? Tuyệt đối không trao đổi hàng hóa, nghe chưa? Ấn nút báo cháy. Mày đang làm gì đây? Tôi chỉ lỡ tay. Lấy chưa vắng. Lấy rồi. Ok, bà sửa điện. Đẳng cấp thế nhở? Đây rồi. Gạt cần. Dọn sạch nhà tắm. Ok nhá. Ồ, sao hôm nay có một người tới tắm lạ vậy ta? Đi vào mà lại không tắm. What the f... Ồ, kỳ vậy, lau không được hả? Ôi, vẫn là hình cô gái à. Xong việc rồi, đi tắm rồi. Ôi, một ngày làm việc khó hiểu anh em ạ. Ừ, cứ quái quái kiểu gì ấy. Ấn một hồi xong mới có nước ạ. Cái tiếng gì đây? What the heck? Đang tắm mới nghe tiếng gì ấy nhở? Vào bồn, ngâm bồn. Ui dồi ôi, có cái bồn thì nó sướng. Sướng quá luôn. Ê! Ai đây? Mày hết giờ. Phòng tắm đóng cửa rồi mà. Ăn trộm à hay gì đây?
ràng là tôi thấy có ai đó chui xuống đây. Mấy cái ngày này đi làm việc cứ kiểu gì vậy ta? Bực thật đấy. Đổi qua chỗ làm việc mới rồi cũng không yên nữa. Ngày làm việc như lờ vậy. Vào chứ, đi ngủ thôi. Thế là không ổn rồi. Ô, cái gì đây? Tôi nhớ là nhà tôi lúc trước đâu có cái lỗ này đâu nhỉ? What? Kéo ra là kéo cái gì? Tôi vừa kéo cái gì ra đây? Quần lót. Thôi. Đồ của tôi chứ phải đồ của ai đâu nhỉ? Tôi nghe có tiếng gì như tiếng nước chảy ấy nhỉ? Ai da, còn chưa tắt nữa. Đứa nào bật vậy? Mày phá hoại. Cái gì đây? Ôi, đóng lại luôn, đóng lại để sửa chữa à? Để kiểm tra chút chứ. Thấy là không ổn một chút nào. Kinh quá. Ui sợ quá, sợ quá. Ngày thứ ba đi làm việc rồi. Mới đi làm 2 ngày thôi mà muốn nghỉ việc luôn anh em ạ. 3 ngày đi làm việc. Mẹ chắc chắn là mình gặp ma rồi. Cái gì đây? What the fuck is this? Con khỉ à? Con khỉ hôm bữa chết luôn. Ui. Nhà tắm nam bị hủy à? Khách bắt đầu đến à? Ok nhá. Nhà tắm nam bị đóng lại à? Hello, cho tôi dầu gội đi. Ok. Ok bà, dầu gội của bà đây. Khăn của bà đây. 2 khăn luôn à? Ok nhá. Rồi, phí dịch vụ. Cảm ơn, chúc bà tắm vui vẻ. Có phải là cô gái mới không? Ừ đúng rồi. Ôi, chắc làm nốt tuần, làm thêm ít hôm nữa xong rồi xin nghỉ mẹ luôn. Tôi thấy là hơi... Ô, đồ chị lắp pin. Này, trông cô không vui. Cô có vẻ đang phải chịu đựng điều gì đó. Nhưng không sao, chỉ là tích kê yêu thương cô. Và việc chúng ta gặp nhau ở đây đã chứng minh điều đó. Cái gì đây, tán tôi à? Tôi cho cô cái này. Thứ chứa linh hồn, chỉ là... Lê kê đem nó theo và mọi thứ sẽ ổn thôi. Ok. Chỉ là pỉnh. Chỉ là tê kê luôn ở bên ta. Có những người bảo đấy là thánh nhân, nhưng phải gọi là chỉ là tê kê mới đúng. Là vậy nhỉ, tôi xin lấy nó nhá. Giá khuyến mãi đặc biệt cho cô sẽ là 100.000 yên. Bà mẹ mày, thế là mày bán đồ à? Gì vậy trời, tôi đào ra nhiều tiền vậy? Chỉ là pỉnh. Chỉ là TK sẽ bỏ rơi cô. Ừ thôi, cút luôn. Biến. Vô thì bảo cho, sao cuối cùng bán giá 100.000 yên. Mẹ mày, chó này. Lần sau thấy bố mày thấy mà vào lại đây, bố mày cào lông chim luôn. Ai gọi đây? Hello. Người lạ. 812. Ủa là sao? 812 hả? Mẹ mình phải nhớ ghi lại cái số này. Tôi nghe cái tiếng gì vậy nhỉ? Một cô gái như cô rất hoàn hảo cho lễ tế. Lại bà nạ, bà này. Việc cần làm hôm nay xem nào. Trong sách có nói rằng phải đi mua soda từ cửa hàng kẹo gần đây. Tại sao lại là cửa hàng kẹo chứ? What the... Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Quý khách có muốn một củ khoai lang vừa to vừa thơm vừa nóng không? Tôi muốn một củ. Cảm ơn quý khách. Tuy nhiên, để được ăn khoai lang, ăn khoai của tôi. Để
được ăn khoai của tôi. Ông nha, ý đồ nha. Vị khách cần phải trả lời đúng những câu hỏi về khoai như sau. Câu hỏi số 1: Khoai lang trồng ở đâu? Trên cây, dưới nước, dưới đất? Dưới đất. Chính xác. Câu hỏi số 2: Khi nào là mùa thu hoạch khoai lang? Bà mẹ giờ hỏi khi nào thu hoạch khoai lang ạ? Chết rồi. Quý khách, tôi quý khách không chỉ lần sự ô nhục đối với tất cả những người ăn khoai trên thế giới, mà là cho toàn nhân loại. Với kiến thức như vậy, quý khách không thấy mình thật vô lễ với khoai sao? Quý khách không thấy tội nghiệp cho khoai sao? Xin quý khách hãy thử lại sao? Mà mày bán khoai còn bắt bố mày trả lời câu hỏi nữa. Có khi nào cửa hàng kẹo đây à? Mà mày bán khoai còn phải trả lời câu hỏi mới mua được. Ôi ôi, cái gì ấy? Cô có đôi mắt thật đẹp, cho ta nhìn kỹ được không? Được. Mà thực ra có nhìn cũng chẳng giúp được gì đâu. Sao cơ? Hi hi. Có cái hộp mà không mở được. Poster tìm mèo là nếu cô tìm thấy Tamachan, ta sẽ tặng cô một món quà đặc biệt. Hi hi. Tamachan ở đâu? Cay thật. Oh hello. Ôi, thanh niên vừa thấy đứng đái đấy mà mất tiêu rồi. Cho người bán kẹo này. Ok nha. Hi hi, có phải đây là mèo của bác không? Tamachan, mừng con trở về, cảm ơn cô gái trẻ về phần món quà. Ta đã kết công làm cái này, nhớ giữ gìn cẩn thận nha. Hi hi. Gì đây? Chìa khóa. Chìa khóa gì cơ? Chìa khóa rương gỗ với con búp bê Nhật Bản. Rương gỗ chắc rương này rồi. Soda. Dọn sạch nhà tắm. Ok nha. Xe thu. Chính xác. Đúng rồi. Khoai lang có nở hoa không? Tại khoai lang nở hoa không ta? Có à? Ta như thế nào? Hoa bìm bìm. Câu hỏi cuối cùng. Cái tốt nhất để ăn khoai lang là gì? Mẹ vai cầm biu ạ. Lò vi sóng luộc trên dầu nướng trên đá. Nghe hợp lý đó. Hay, quý khách có đủ tư cách để thưởng thức khoai lang nướng thơm ngon của tôi. Đây, nhớ là thưởng thức từ từ, chứ không phải nuốt ọc hết một phát hương cũ rồi đấy. Ôi, xong việc rồi, bà mẹ giờ mới được đi tắm ạ. Bái trường. Ăn củ khoai lang mà trả lời bạn toàn câu hỏi khó không? Vào phòng xông hơi. Dội nước. Xông hơi, ok. Tắm một mình là sướng nhất. Bạn phòng xông hơi nghe tiếng cứng nhảy. Mấy cái trường ấy. Đất. Ai đây? Mẹ mày đang xuống rồi. Rồi vậy là chắc chắn rồi. Trong phòng, trong nhà tắm này có xác, có người chết. Trước đây có người chết. Mẹ nó chưa siêu thoát ạ. Ui sợ quá anh em ơi. Sợ quá. Bà già ra khu chơi à? Ngày thứ tư đúng rồi. Thôi. Xong ngày hôm nay là cút luôn. Thôi xong tuần đi. Xong nó tuần để lấy lương luôn. Lấy lương phát là biến luôn nhá, phải không? Ôi trời mưa nữa. Xui đéo chịu được. Vào chúng cái nhà, vào chúng cái nơi ma ám làm việc chứ. Hu hu.
Đây là bức ảnh duy nhất về cô ấy mà ba con giữ. Cô gái này là ai? Cô ấy là hàng xóm. Cô ấy sao? Ui, chắc là cô gái làm xong nhà tắm này rồi. Khách đến. Trời ơi. Hello. Ok. Dầu gội, sữa tắm, khăn. Dầu gội, sữa tắm, khăn, phí dịch vụ. Ok. Rồi, đã xong. Vào tắm đi chị. Chúc chị vui vẻ. Tắm thêm theo, đem theo thằng cu nữa à? Vậy thì thằng cu phải qua đây chứ nhở? Cái gì đấy? Sao thằng nhóc sao chạy ra rồi? Sao bỏ mẹ chạy luôn rồi? Ôi, chị ơi! Con cô tốc biến ra ngoài đây rồi khóc này. Michi. Sao vậy? Sao vậy? Tay. Ủa, tay bị làm sao? Ôi, mẹ ơi, tay chảy máu luôn. What? Thôi. Ủa, chị gái đâu mất tiêu rồi? Ủa, what? Hộp cứu thương. Sao trong phòng tắm lại có hộp cứu thương này? Từ từ cháu ơi. Em ơi, đừng khóc. Ok, băng bó. Ok, ổn, mọi chuyện đều ổn. Mẹ ơi, bà đó nhét tay con vào cái quạt vãi. What the hell? Cô vừa làm gì con tôi đấy? Ơ, làm gì? Không thể tin rằng cô lại làm hại con trai tôi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Bà mà tôi, thậm chí tôi còn vào lấy hộp cứu thương ra tôi cứu con của bà nữa mà. Ngày hôm qua nó đã sida rồi, ngày hôm nay nó còn bệnh hơn nữa. Ai đây? Hello. Thế chị vệ sinh rồi, cô có thể đem cho tôi được không? Tại sao đàn ông lại vào nhà vệ sinh nữ? Ủa, tôi nhầm rồi, sao tôi cần phải đi gấp? Haha, cười à, mẹ mày cười. Mẹ mày, đàn ông con trai đi phòng vệ qua phòng vệ sinh nữ à? Khỉ này. Cô đúng là ân nhân. Ôi trời, khô hết cả rồi. Đây rồi. À ớ. What à? Bà mày, có cần phải chạy ùa ra vậy không? Dung dịch thông cống. Con chó điên này. Hồi thế nhở? Thúi vậy rồi. Làm ở nhà tắm công cộng cũng không đéo dễ dàng xíu nào anh em ạ. Tắm cái nào. Ngày mai phải nghỉ gấp. Nhìn vào cái gì? Thấy gì đâu? What the f***? Đừng nói nó bước ra nha. Nó bước ra thật. Ôi chị ơi, em chỉ là nhân viên mới thôi chị ơi. Ôi mẹ, nó bước ra thật. Nó bước ra thật. Ôi mẹ ơi. Cút. Ôi, không đi được. Oh fucking hell. What? Ôi chết, con mẹ nó rồi, nó chạy qua đây. Fuck this shit. Ôi, bạn ơi, đừng vô đây bạn ơi. Đừng ơi bạn ơi. Ôi shit. Fuck fuck. Bye. Mất tích. Ơ. Vai cái trưởng mất tích ạ. Akimura Maina. Trời ơi.
Đều được rồi. Mãi mà chị chẳng liên lạc với mình. Chị bảo rằng sẽ nghỉ việc rồi về quê, nhưng rồi từ đó chẳng liên lạc gì nữa. Cũng có thể là chị ấy quá bận, nhưng thật lòng thì mình cũng khá lo lắng. Có lẽ mình phải ghé đến nơi chị ấy vừa chuyển tới. Mình sẽ vào tận nơi của chị và cùng trò chuyện thật nhiều. Omatita Akimura Erena, đây là em gái phải không? Này Erena, có đúng là ở đây không đây? Trông có vẻ không ổn xí nào. Hay là về thôi. Nhưng mà nếu thực sự chị gái đang ở đây thì hẳn là đáng lo đấy. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Erena, có gì xảy ra thì gọi cho tôi được chứ? Cảm ơn Maho, nhớ cẩn thận nha. Thế tôi đi đây. Ôi, ôi mẹ cực thế nhờ. Hết chị gái rồi bây giờ đến em gái. Này ban nãy tôi không biết tôi phải chạy đi đâu nữa luôn á. Alo alo chị ơi. Chị không trả lời. Mẹ. Ôi ông ơi ông. Chẳng phải cô là em gái của Mina sao? Chào mừng chào mừng. Cô biết rằng chị cô làm việc ở nhà tắm công cộng à? Chị cô cố gắng làm việc lắm. Tuy vậy chị cô đang đi du lịch với bạn rồi. Mới bảo rằng sẽ trở lại trong vòng một tuần. Mẹ em nói xạo rồi anh em ơi, nói xạo rồi. Cô sẽ chờ chị chứ? Tôi sẽ cho cô ở đây. À, phòng ở đây không có phòng tắm đâu. Vậy nên cô có thể dùng phòng tắm ở chỗ tôi. Cũng thử làm việc ở nhà tắm. Ui mẹ mình lại nữa à? Như thế sẽ tốt hơn. Ok. Rồi. Gì đây? Búp bê Nhật Bản. Rồi. Phải. Khách bắt đầu đến rồi. Ôi, bây giờ tôi lại thay chị của tôi làm tiếp à? Phải. Ông này nhìn quen văn lắm nha. Sao tôi tìm vào không được? Ai đây nè? Hi hi hi. Ủa, là chị à? Chị về rồi sao? What? Khăn bẩn à? Bỏ cái gì vô đây nhở? Ui. Sao vậy? Sao nước lạnh thế này? Chắc chắn đây không phải là bồn tắm lạnh đúng không? Chị ạ, à, gì? Tôi không phải là chị của cô. Và tôi cũng không biết gì về cô, chị cô cả. Quan trọng hơn là tôi muốn ngâm bồn. Không thể tin được là mình trả tiền cho cái chỗ làm ăn tệ thế này. Xin lỗi quý khách, tôi sẽ kiểm tra. Nhanh chóng sửa lại đi, tôi sẽ chờ ở phòng xông hơi vậy. Ok. Ơ, ai vô ấy nhở? Không nhiều thời gian nữa đâu. Cháu không nên ở nơi này. Thật hả ba? Ôi ba ơi, ai đừng bỏ cháu lại ba ơi. Ba. Nào đi lên lại đây không? Củi này. Ồ, lấy hết củi luôn. Em mình có tiền. Ném đồng xu vô à? Ôi. Wait what? Tôi ném xu vô rồi. Quẻ à? Mệnh bài báo à? Ôi. Mà tôi được mệnh bài báo à? Chìa khóa căn hộ 203. Gấp. Tôi cần phải kiểm tra lại phòng của chị tôi. 202 đây rồi. Có. Shit. Khoai lang nướng. Sao lại lấy khoai lang? Ui. Ui ai đây? What the f*** is this?
Mệnh C. Mệnh kế. Tại sao mình lại bị ghét như vậy? Vì mình đã làm phiền mọi người. Chắc chắn một người không quen thuộc với ngôi làng này như mình mới là người xấu. Cái phiền nhiễu như mình không nên ở đây nữa. Mình đã nghĩ vậy nhưng rồi anh ta chấp nhận. Thật là một người rộng lượng. Một người như mình mà được anh ta quan tâm và yêu thương. Quả nhiên là đền chủ ngầu nhất làng này. Không, có khi chẳng liên quan gì đến việc anh ta là đền chủ. Chị anh ta thôi cũng tuyệt vời lắm rồi. Nhưng anh ấy ghét bị nói xấu nên mình phải giữ bí mật mối quan hệ này thôi. Chỉ cần bên đây là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Shit. What is this? Oh. Ngăn đựng giày. Nhưng không có chìa khóa à? Ôi da. Mày mất tiêu luôn à? Ơ gì đấy? Chìa khóa ngăn đựng dây giày. Oh. Yes. Chìa khóa khu đựng rác. Oh. Ống thoát nước. Phòng đun này. Ôi vãi. Ui mẹ quá, phòng nhìn ớn thế nhở. Tôi hết. Quỷ này. Nó chỉ mở khi đã rút hết nước. Thiếu đông thoát nước. Tôi gắn vô luôn. Tôi có ống rồi. Ồ, được rồi. Được rồi. Ok nhá. What? À, giặt đồ bẩn. Ok, ok. Rồi, sạch rồi nha. Con này ngồi ở phòng xông hơi phải không? Đâu? Chị ơi! Ơ, sao lại chạy? Tắm rồi. Bro, what? Ủa là sao nó lại đếm ngược thế kia? Hả? Cái gì vậy? Ghế thau rửa, sữa tắm, vịt vàng, dầu gội, dầu xả. Ủa là sao? Ôi vai. Ghế. Vịt vàng. Ôi thôi hết thời gian mẹ ơi. Hết thời gian mẹ ơi. Ôi tôi làm đúng rồi mà. Không được ta. Không được nhở? Sai à? Thôi chết rồi. What? Shit. Chạy về căn hộ. Ôi mẹ ơi. Ôi. Bạn ơi, bạn ơi. Các bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ôi 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 ôi. Ôi. Đừng rượt nữa chị ơi, chị ơi, chị ơi, tha em chị ơi. Chị ơi. Chết luôn ạ. Không kịp. Không biết cái chìa khóa nào là chìa khóa của mình đi. Oh fuck.
Keeper. What? Tôi thua rồi. Oh no. Nó vô được không vậy? Nó vô luôn à? Phải chạy về cũng bằng không à? Gì đây? Nó kéo tôi à? Ôi, Dương ơi, nó lại bị kéo tiếp. Mẹ. Nó kéo tôi. Ôi, kéo tôi về lại. Cái này phòng tắm á. Phải. What? Sao vậy? Nổ tung luôn. Trời đất mẹ quá ghê mà. Lạy Chúa. Rồi. À, sao vậy? Sao đỏ màn hình luôn rồi? Gớm như kìa các bác. Nhưng mà con ma này hơi kỳ. Đi chậm quá. Chậm thực sự. Gì vậy? Các chị các em chết luôn à? Trời ơi. Ôi bad end rồi. À. Ôi trời ơi. Trúng bad end các bác ạ. Vậy là nó có good end nữa. Mảnh B. Mẹ con búp bê vừa vứt xong giờ nó quay lại thôi. Ô, tôi ghép xong được mệnh báo rồi. Một người phụ nữ trong độ tuổi 20 mất tích tại nhà tắm công cộng. Một người phụ nữ địa phương đã trình báo cảnh sát về việc cô Inukubo Joko 29 tuổi mất tích khi đến nhà tắm. Cảnh sát bắt đầu công cuộc tìm kiếm từ sáng nhưng vẫn không có kết quả. Đằng sau có ghi ở trong đống tro à, ngay cái chỗ đốt lửa hả? Sao vậy không nhở? Kẹp à? Ui, game chưa hết luôn em ơi. Tìm kiếm bên trong lò. Hình như có gì đó ở đây. Một chìa khóa. Chìa khóa phòng đun à? Oh. Wow. What the hell is this? What? Ui. Kinh vậy. Cái gì đây? Làm ả yêu mình, làm ả có thai, giết ả trước khi ả sinh con. Đứa con trai vẫn ra đời. Rõ ràng mình đã giết trước khi ả sinh rồi mà. Giết đứa con trai từ từ, nhốt ả trong nhà tắm, lừa ả phải hiến tế người mà ả chọn. Cần 3 người. Hiến tế người thứ nhất, hiến tế người thứ hai, hiến tế... Ui, người thứ hai là chị của tôi đấy. Bây giờ tôi là người thứ ba nè.
Mẹ, thằng nào đi? Ghi chú của đền chủ à? Ôi sợ quá, mình không muốn chết, nhưng mình buộc phải giúp hắn. Cô ấy thật đẹp. Lẽ như mình phải để cô ấy sống tiếp. Hắn lại nói những điều vớ vẩn. Mình bị nguyền rủa à? Rõ ràng là tại hắn mà. Hắn bảo rằng chỉ cần tuyển dụng nữ nhân viên cho nhà tắm, chẳng rõ được sẽ như thế nào. Nhưng vùng quê này thật sự căng thẳng quá. Mình thật sự không muốn chết. Còn cách nào khác nữa không? Chủ trọ à? Đền chủ là cái thằng đứng đầu sỏ này mà, đứng đằng sau cái câu chuyện khủng khiếp này. Việc triều hồi Ubume, linh hồn người phụ nữ cố nhân bị nguyền rủa đã chọn ai thì phải hiến tế người ấy. Chỉ cần vậy thì sẽ được hóa giải. Tuy vậy bắt buộc cần có máu của ba người nữ. Violin. Ôi, cái gì vậy? Mẹ, cái gì trong đó vậy? Ôi. What? Ôi, âm mưu kinh khủng quá anh em ơi. Vô luôn này. Nhưng quả này là cũng chạy phải không? Rồi mày rượt đi, mày rượt đi. Ok. Mày rượt đi, mày rượt đi. Mày rượt đi, mày rượt đi, mày rượt đi, mày rượt đi. Rượt đi, rượt đi, rượt đi. Không, không nhìn lại luôn, không nhìn lại luôn. Không nhìn lại, không nhìn lại, không nhìn lại. Chạy luôn, chạy luôn, chạy, 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 chạy. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Có, vô nhà luôn, vô nhà luôn. Vô nhà luôn, vô nhà luôn, vô nhà luôn. Ơ? Ôi, như cũ à? Wait, what? Ôi, nó vô ma rồi. Ôi, tôi chết. Cái quán này toang à? Nó lại kéo tôi về lại. Đây là thằng, hình như đây là thằng. Đây, hai thằng này nó kéo tôi xuống. Ôi chết cụ mày. Ui, nó cháy cả hai thằng luôn à. Holy shit. Kết cục khác rồi anh em ạ. Kết cục khác rồi. Damn. Cháy rồi, cháy hết luôn. Mẹ, cháy cái phòng tắm công cộng luôn ạ. Shit. Ủa, ai đây? À, có người tới cứu. Hay. Khi lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh giường là bác sĩ và cảnh sát. Trước khi gục ngã, tôi có cảm giác như một người bà đã bước đến. Nếu không có bà, có lẽ tôi đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Không, có khi tôi đã chết trước khi bà đến. Bóng ma ấy có phải Yoko không nhỉ? Chắc hẳn là vậy rồi. Thật tội nghiệp khi cô ấy đã hóa thành bộ dạng như vậy. Mayna là ai? Ô! Oh! Mình không nhớ chị mình luôn à? Oh, you got the good end. Hai cái end luôn này nè mà. Holy shit. Được rồi, và đó là The Bass House. Nhà tắm công cộng. Mẹ khiếp thực sự. Đúng là game nào của Julian làm cũng rất là kiểu ớn mãi nồi nè mà, chơi không nổi. Tên đền chủ là người đã sát hại những cô gái làm việc ở khu nhà tắm công cộng này. Và mọi chuyện đã diễn ra từ đó. Được rồi, tôi không kể nổi nữa anh em ạ. Bây giờ tôi nổi hết cả da gà rồi. Được rồi, và nếu anh em thích The Bass House, đập vỡ cái nút like nha. Và link game ngay phía dưới description nếu anh em muốn chơi thử.
Ok, hẹn gặp lại anh em trong những tựa game cực hay tiếp theo trên kênh của Dũng Senpai. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và chúc ngày tốt lành.